Chiều mùng 2 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị làm việc với các cơ quan đơn vị về đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Phạm Trường Sơn, cùng dự có lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đề xuất về thành phần, lực lượng, đội hình tham gia diễu binh, diễu hành như lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng đứng làm nền, lực lượng xếp hình, xếp chữ, công tác bảo đảm hậu cần, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu phải xây dựng đề án chặt chẽ, khoa học. Theo đó, các cơ quan thuộc Bộ Tổng tham mưu tiếp thu ý kiến tại hội nghị, xây dựng kế hoạch diễu binh, diễu hành, kế hoạch tập huấn, chương trình huấn luyện, kế hoạch hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, phối hợp hiệp đồng với các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyển chọn theo đề án đã giao. Các đơn vị thì các đồng chí chủ động tuyển chọn theo cái đề án đã được giao. Thế hôm nay các đồng chí đã nắm được cái bộ đấy rồi. Thì các đồng chí sau cái cuộc này về thì cục quân huấn sẽ có cái thông báo. Thế thì để các đồng chí lựa chọn và các đồng chí tổ chức chủ động luyện tập ở đơn vị. Cái động tác điều lệnh là các đồng chí cũng được tập huấn về để chỉnh sửa thêm thôi. Mà tập hết chức cơ bản để bảo đảm sao chất lượng diễu duyệt binh đoàn này phải hơn 70 năm. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các lực lượng, triển khai lực lượng bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, chuẩn bị sở chỉ huy diễu binh diễu hành, bảo đảm chỉ huy điều hành các lực lượng sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo các cơ quan tiến hành công tác tư tưởng, bảo đảm văn hóa tinh thần cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành. Phối hợp với Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu xây dựng kịch bản buổi lễ, đội hình, xếp chữ, chỉ đạo tuyển chọn người, tổ chức luyện tập và thuyết minh các khối diễu binh, diễu hành, tổ chức lực lượng và xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật trước buổi lễ, xây dựng kịch bản và luyện tập khối diễu hành văn hóa nghệ thuật, thể thao, xây dựng kế hoạch bảo đảm trang trí, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng tại khu vực quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình và các khu vực có liên quan, xây dựng triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động diễu binh, diễu hành trước, trong và sau lễ kỷ niệm, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam trong tổ chức truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành. Các cơ quan đơn vị theo chức năng làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tuyển chọn, tập huấn, huấn luyện, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng.